Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Huấn luyện viên đội tuyển Anh lên tiếng về những quyết định khó hiểu. Huấn luyện viên Gatte đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích về chiến thuật, cách thay người trong trận chung kết Euro 2020 với đội tuyển Italia. Đội tuyển Anh đã nắm trong tay lợi thế cực lớn khi vượt lên dẫn trước Italia ngay ở phút thứ hai do công của Luxa. Dù vậy sau đó, họ lại thi đấu quá thận trọng khi dồn cả đội hình về phòng ngự, bảo toàn tỷ số ngay ở trong nửa đầu hiệp 2. Chính sự rụt xe ấy đã khiến đội tuyển Anh mất hoàn toàn thế trận và hệ quả, họ đã để Italia có được săn bằng tỷ số ở hiệp 2. Chưa hết, huấn luyện viên Gatte còn hứng chịu khá nhiều chỉ trích liên quan tới những quyết định thay người khó hiểu của mình. Ông tung cầu thủ mới 19 tuổi, Bukasaka vào sân, thi đấu rất mờ nhạt và bị tâm lý, còn để hàng loạt ngôi sao như Sancho, Zafat ở trên băng ghế dự bị. Sau đó, trong những phút cuối hiệp phụ, ông đã đưa Sancho, ra phót vào sân để, đá phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, cả hai cầu thủ này cùng với Bukasaka, đá quả quyết định đều đá hỏng. Giải thích về những quyết định khó hiểu của mình, huấn luyện viên Gate cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho loạt sút luân lưu. Tôi là người đứng ra chọn cầu thủ sút phạt đền, tôi xin chịu trách nhiệm, tất nhiên, không ai muốn mình rơi vào tình cảnh đó. Tôi đã quyết định có những sự thay đổi người vào cuối trận. Việc tung các cầu thủ tấn công vào sân không thể diễn ra sớm hơn, bởi đó là canh bạc, nếu tung ra phót, săn trò vào sớm quá thì có thể khiến chúng tôi hứng chịu thất bại ngay từ hiệp phụ. Chúng tôi đã luyện tập các phương án trong những buổi tập vừa qua, trên chấm phạt đền, bạn không thể nào tránh khỏi những rủi ro. Tới thời điểm này, tôi vẫn khẳng định họ là những người giỏi nhất, chúng tôi là tập thể và luôn ăn mừng chiến thắng cũng như đón nhận thất bại cùng nhau. Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane khẳng định tự hào về màn trình diễn của toàn đội, anh nói, việc sút luân lưu luôn là điều tệ hại nhất, các cầu thủ trẻ không thể làm gì hơn đây không phải là đêm của chúng tôi nhưng toàn đội đã có giải đấu vô cùng tuyệt vời chúng tôi có quyền tự hào và ngẩng cao đầu sau trận đấu tất nhiên ai cũng đau lòng vì thất bại nhưng tôi tin rằng đội tuyển anh đã đi đúng hướng hy vọng chúng tôi sẽ tiến triển hơn ở kỳ world cup năm sau hát long